13. Abram và Lot chia tay. Abram từ Ai Cập đi lên, ông dẫn vợ ông và đem theo các tài vật ông có trở lên miền Nam, cũng có Lot đi với ông. Bây giờ Abram đã trở thành một người rất giàu. Ông có nhiều súc vật, bạc và vàng. Ông cứ đi từng chặng một, từ miền Nam tiến gần về Bethel, trở về nơi ông đã hạ trại ban đầu, tức khoảng giữa Bethel và Ai, nơi khi trước ông đã xây một bàn thờ, nơi Abram đã kêu cầu danh Chúa. Bây giờ Lot, người cháu đi theo Abram, cũng có nhiều bầy chiên, bầy bò và lều trại. Xứ đó không đủ chỗ cho họ ở chung, bởi tài sản của họ quá nhiều đến nỗi không thể ở chung với nhau được. Bây giờ giữa những người chăn bầy cho Abram và những người chăn bầy cho Lot lại có cuộc tranh giành cãi cọ với nhau. Lúc đó, dân Canaan và dân Perisi vẫn còn trú ngụ trong xứ ấy. Abram nói với Lot, đừng để cho chuyện tranh chấp giữa bác cháu mình, giữa những người chăn bầy của cháu và những người chăn bầy của bác, vì chúng ta là bà con ruột thịt với nhau. Chẳng phải cả xứ đều ở trước mặt cháu đấy sao? Thôi thì, chúng ta hãy chia tay nhau. Nếu cháu chọn bên trái, bác sẽ dọn qua bên phải. Nếu cháu chọn bên phải, bác sẽ dọn qua bên trái. Lot ngước mắt lên và thấy cả vùng đồng bằng sông Giô-đanh, chỗ nào cũng có nước. Đó là quang cảnh trước khi Chúa tiêu diệt Sodom và Gomorrah. Toàn vùng đó chạy dài cho đến Xoa đều xanh tươi tốt đẹp như vườn của Chúa, giống như xứ Ai Cập. Lot bèn chọn cho ông cả vùng đồng bằng sông Giô-đanh, và Lot dọn về phía đông. Thế là họ chia tay nhau. Abram sống trong xứ Canaan, còn Lot đến ở giữa các thành trong vùng đồng bằng và di chuyển trại ông đến gần Sodom. Vả dân Sodom là những kẻ gian ác và phạm tội nặng đối với Chúa. Sau khi Lot chia tay với Abram, Chúa phán với ông, hãy ngước mắt lên, từ chỗ ngươi đang ở, hãy nhìn về hướng Bắc, hướng Nam, hướng Đông và hướng Tây, vì ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi tất cả đất ngươi thấy vĩnh viễn. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi đông như bụi trên đất, đến nỗi nếu ai có thể đếm được bụi trên đất sẽ đếm được dòng dõi ngươi. Hãy đứng dậy, hãy đi quan sát suốt chiều dọc và chiều ngang của xứ này, vì ta sẽ ban nó cho ngươi. Vậy Abram di chuyển trại của ông và đến hạ trại tại đám sồi của Mamre trong vùng Hebron. Tại đó ông xây một bàn thờ để thờ phượng Chúa. 14. Lot bị giặc bắt và được cứu. Trong thời của Amraphel, vua Sina, Arioth vua Elasa, Kedolame vua Elam và Tidan vua Goim, các vua ấy liên kết với nhau để giao tranh với Bera vua Sodom, Bissa vua Gomora, Sinab vua Asma, Semebe vua Seboim và Bela vua Soa. Tất cả các vua ấy tập trung quân đội trong thung lũng Sittim thuộc vùng biển muối. Số là trong 12 năm họ thuần phục vua Kedolame, nhưng đến năm thứ 13 họ làm phản. Qua năm thứ 14, Kedolame cùng các vua trong liên minh của ông kéo đến đánh bại dân Repha ở Ateroth Canaim, dân Susim ở Ham, dân Emim ở Save Kiriathaim, dân Hori ở miền đồi núi Seir cho đến tận En Paran, nơi giáp ranh với đồng hoang. Sau đó họ trở về và đến tại En Mikbat tức Kade và triệt hạ cả xứ của dân Amalek và dân Amori đang sống trong vùng Hasason Tama. Bây giờ vua của Adma, vua của Seboim và vua Bela của Soa liên minh với nhau
rồi kéo quân ra dàn trận tại thung lũng Sibim để giao tranh với Kedolame, vua Elam, Tidan, vua Goim, Ampharen, vua Sina và Arioth, vua Enlasa, bốn vua đấu với năm vua. Thuở ấy thung lũng Sibim có đầy những hố nhựa đen. Hai vua của Sodom và Gomorrah bại trận, chạy trốn và bị rơi vào hố, còn những người khác chạy thoát được đều trốn trên núi. Quân thắng trận tiến vào Sodom và Gomorrah, cướp tất cả của cải và lấy hết thảy lương thực ở hai nơi đó, rồi rút đi. Họ cũng bắt Lót, cháu của Abram đang sống tại Sodom, và lấy tất cả của cải của ông, rồi rút đi. Có một người thoát được đến báo cho Aram, người Hereber, lúc ấy đang ngủ tại đám sồi của Mamre, người Amuri, anh của hai ông Edcon và Ane. Những người ấy là đồng minh của Abram. Khi Abram nghe tin cháu mình đã bị bắt làm tù binh, ông trang bị vũ khí cho 318 gia nhân đã được tập luyện, tức những tôi tớ đã sinh ra trong nhà ông, và đuổi theo quân giặc đến tận Đan. Ông chia những người đi với ông ra và thừa lúc đêm tối tấn công vào trại giặc. Ông và các tôi tớ ông đánh chúng và rượt đuổi chúng đến tận Khô Ba, về phía bắc của Đa Mách. Đoạn ông đem về tất cả những của cải đã bị giặc cướp. Ông cũng đem Lót cháu ông cùng tất cả của cải của ông ấy, các phụ nữ và dân đã bị giặc bắt trở về. Abram và Melchizedek. Sau khi Abram chiến thắng Kedolame và các vua đồng minh của vua ấy trở về, vua của Sodom đi ra nghênh đón ông ở thung lũng Save, tức thung lũng nhà vua. Melchizedek, vua Salem, mang bánh và rượu đến đón ông. Vua ấy là tư tế của Đức Chúa Trời tối cao. Vua ấy chúc phước cho ông và nói: Cầu xin Đức Chúa Trời tối cao, đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Aram. Chúc tụng Đức Chúa Trời tối cao, đấng đã trao vào tay ông những kẻ thù của ông. Abram bèn lấy một phần mười trong tất cả chiến lợi phẩm tặng vua ấy. Bấy giờ vua của Sodom nói với Abram: Cho tôi xin lại những người ông đã cứu, còn các chiến lợi phẩm xin ông giữ lấy. Nhưng Aram đáp lại với vua của Sodom: Tôi đã đưa tay lên thề trước mặt Chúa, Đức Chúa Trời tối cao, đấng dựng nên trời và đất, rằng tôi sẽ không lấy bất cứ vật chi, dù là một sợi chỉ hay một quai dép. Tôi sẽ không lấy một vật chi thuộc về Ngài, để Ngài sẽ không thể nói: Nhờ ta mà Abram được giàu có. Ngoại trừ những gì các trai tráng theo tôi đã ăn rồi. Tuy nhiên, đối với những người đã đi với tôi là Ane, Edcon và Mamre, xin Ngài để họ được lấy phần của họ.